em đốt bỏ đêm á, gái không mạnh mẽ, em phù hộ cho cũng mạnh mẹ. Dạ. Dạ. Là anh mua lại xuồng đáy đáy rộng á, dạ, để cứu được nhiều hơn. Dạ dạ. À, cái này thấy dạ, rộng không? Rộng. Cái kia là cái đáy nhỏ. Rộng. Mua lại đáy rộng. Rộng. Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị với khán giả với mình thân vương đang xem kênh của Hoàng Bảnh. Thì cô chú anh chị ơi, thì hôm nay thì Hoàng Bảnh quay trở lại đây và Bảnh nhận được sự hỗ trợ của hai quý mình thân vương có gửi tiền đến đây để giúp gia đình của chị Thu của chú anh chị. Thì Bảnh mua là có mua là một chiếc xuồng của chú anh chị. Đây là một chiếc xuồng để cho chị Thu có thể mà mưu sinh đó. Chiếc xuồng này thì Bảnh mua là chiếc xuồng là loại lớn, cái lồng nó to hơn của chú anh chị, nó không có bị lắc. Và đây là khô của bên tiệm khô Kim Hoàng của chú anh chị, thì khô rất là ngon. Thì mình thân vương có nhờ Bảnh mua, thì mua rất là nhiều loại khô và khô loại ngon không à. Giờ thì Bảnh cùng do của chú anh chị vô trong nhà để trao những đồ đạc trong nhà và số tiền còn lại cho chị Thu của chú anh chị. Thì Bảnh cũng có mua thêm quạt gió đó của chú anh chị, quạt gió và nồi cơm điện và hai cái chiếu. Và Bảnh đúng rồi, thì Bảnh có mua áo phao luôn chú anh chị để tặng cho gia đình, để Bảnh vô nhà để trao từ từ quà cho chú anh chị. Giờ em chào cả nhà. Rồi bữa nay nóng nực đó hả bà? Nực quá. Dạ. Nực quá hả? Nực quá chú ơi. Dạ. Dạ. Quá trời. Dạ. Dạ. Biết bao lâu không có quạt gì chân, nó nực quá trời còn đêm quạt sáng đêm. Dạ dạ. Rồi bữa nay con tới đây nè, con trao đồ cho chị Thu. À để con gửi đây ha. Chị Thu ơi, bữa nay em tới đây nè, em có mua là chiếc xuồng cho chị. Dạ. Giờ chị rồi trước tiên thì em trao những đồ dạ cho chị trước ha. Dạ. Rồi chút xíu nữa em dẫn dạ chị đi coi chiếc xuồng của chị. Dạ. 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 Đây em có mua có quạt cho bà đó bà ơi. Dạ. 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 Quạt nè. Dạ. Đây là nồi cơm điện em để ở đây ha. Dạ. Rồi, đây là cái áo phao chút dạ xíu nữa xuống xuồng dạ tập thử. Dạ. Đây là hai cái chiếu. Dạ. Để cho em đi, cảm ơn. Rồi vừa luôn. Dạ. Lo dạ ngang coi cái gì. Dạ. Rồi vừa dạ luôn. Dạ. 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 Chiếu đẹp á, dạ chiếu lại tốt. Dạ. Thì ở đây nữa cũng có là khô chị ơi. Thì dạ ra đây em coi, em trao cho chị là cái nồi cơm điện nè. Dạ. Đây nồi cơm điện hiệu hay là hiệu Kim Cương nè. Dạ. Chút xíu em đọc của mình. Chị biết xài cái này chưa? Biết. Biết nấu là nồi dạ cơm điện ha. Dạ dạ biết nấu gì. Dạ, đây. À. Biết nấu gì. Đây. Dạ. Cái loại loại 1 lít 8 nè. Dạ. Có đầy đủ nè, dạ giá dạ điện có hết trơn. Dạ. Đây là phiếu bảo hành ha, dạ có gì mình liên dạ hệ với dạ cửa hàng bên sông. Dạ. Đây là em mua cho chị thêm cái ổ cắm, tại vì em thấy chị không có ổ cắm á. Dạ. Rồi mình cắm cái chuyền cái này qua ha, à, này là dạ loại tốt. Dạ, dạ. Nó tải được điện. À, dạ. Rồi. Dạ. Đây là khô. Dạ. Em lấy khô cho chị xem ha. Dạ. Dạ, đây là khô dạ nè. Dạ. Khô này khô là loại mặn. Dạ. Khô loại mặn. Dạ. Rồi đây là khô cá lóc nè. Dạ, dạ. Cá lóc không có xương. Dạ. Là mọi thứ là 1 kg. Dạ, dạ. Nè, khô cá lóc là 2 bịch, 2 bịch 1 kg. Dạ, 2 bịch. Rồi cái này là tôm khô là dạ ngon nè chị. Cưng khoái lắm á. Hả? Tôm khoái lắm. Nè, tôm khô dạ để mình nấu canh dạ mà. Dạ, muốn mua không có tiền. À, dạ. Mua cái này. Dạ. Đây cái này mua rau gì dạ mua rau gói ăn dính dính. Dạ. Khô cá ấy nè. Dạ. Rồi. Rồi, dạ. Rồi đây là còn bịch khô là loại gì nè. Dạ. Đó. Ừ, dạ. Con này ngon ha. Dạ, cưng quần quá. Dạ. Dạ. Đây là khô của dạ tiệm khô Kim dạ Hoàng. Dạ, dạ. Rất là ngon. Dạ. Có ai hỏi mua thì có số dạ điện thoại đây nè, dạ chị coi dùm ha. Dạ. Thôi em để lại. Dạ. Em có đó, không quá trời. À, quá trời. Mình không sợ hết đồ ăn ha. Không có sợ đồ ăn mà ăn dính dính. Dạ. Đồ ăn dính dính. Tại vì á, nếu mà khô có gì mình tiện ha. Dạ. Cứ ăn hạ tiện với mai mà giúp đỡ đó ăn hạ tiện, cảm ơn biết dạ biết nhiêu nhiều. Dạ, có đầy đủ hay không? Dạ. Cái này là áo phao. Dạ. Áo phao này, cái này là cái màu xanh này là dạ của chị hay là dạ lớn tại dạ vì dạ mua ghe á. Ờ đi bán củi đồ ờ của con á. Của dạ con đó, con thích không? Dạ, dạ biết nói. Dạ. Thích không? Hết. Cảm ơn sao? Cảm ơn nghe. Dạ. Con trai. Con mặc vừa không? Mặc vừa không? Để mà mỗi lần mẹ đưa con đi học đó ha, mặc cái này vô rồi xong mà hả đi lên dạ bà tháo ra chứ không có thể mà đi xuống mà không có áo phao á. Dạ, nó lên, dạ gớn lên.
biết mặt không, này là bốt này qua nè. Đó. Rồi cái con dao. Để đi học bơi qua xuồng qua sông á, có đi đâu với mẹ thì đeo vô. Nha. Vừa luôn thấy không? Dạ. Rồi, vừa luôn dạ. Này cho ông bà thấy coi. Dạ, quay lại cho cô thấy. Đó bà cắt đi ha, để khi nào mình đi học á rồi mình biết có dạ. Đi qua sông rồi ha. Đi đâu dạ. Với mẹ mặc vô. Biết dạ không? Dạ. Dạ nhìn vô ha. Quay. Vừa vừa của chị ha. Vừa vừa hi. Vừa ha. Vừa. Có biết mặt chưa? Biết. Biết hả? Dạ, thấy ta mặc á, mình dò mấy cô để ý á. Dạ. Rồi mình muốn mua này mua cũng không được, có xuồng đâu mua, tiền đâu mua, ừ, vậy dạ. Đó. Dạ, mua được chiếc xuồng, dạ. Hai áo phao dạ. Đủ rồi. Đây, dạ. Đang dắt chị ra xem cái chiếc xuồng này. Dạ. Bữa nghe chị chia sẻ là chị dạ. Biết bơi thôi. Dạ, biết bơi mà, biết không chứ bơi hành, bơi không kỳ gành hung á, bơi sợ á, gung gung á. Bơi không sợ mà ấy bơi không dám bơi mạnh cũng buông yeah. Bơi mấy gì mà ấy hơn đây có cái dầm á chị lúc yeah. Nào mà mình không có yeah. Phòng bơi nó mình đem cái dầm yeah, lên đem dầm lên đúng à, rồi cũng ta... đem lên không á dạ yeah. Là anh mua lại xuồng đáy đáy rộng á dễ yeah. Cử được chiều hơn dạ yeah, dạ yeah. Cái này thấy yeah. Rộng không rộng. Cái kia là cái đáy nhỏ rộng mua lại đáy rộng rộng em phải xuồng này đó rộng quá phải không phải đi bán gì? Củi đồ tiện ha tiện hơn thì cái dầm em không xài mình đem lên ha đem, em đem lên nó tặng cho cái dầm thôi dạ. Cho anh chị em mình vô chồng dạ. Thì nào giờ mình trên đời mình mới dạ. Đầu tiên được cái chiếc xuồng đó chị mừng á dạ cưng mừng dữ lắm dạ mừng rớt mắt nhưng mà mỗi đó. Lần xuống xuồng á nhưng phải mặc áo phao nha áo phao nhưng vịnh vậy nè xuống ngoài vịnh hơn già nó vịnh như thế cái loại kia cũng có nhưng à, mà dạ. Nó bị nhỏ nó lắc quá dạ. Em không có lấy ờ lắc quá cái này bảnh này đó cưng dạ. Xuống ăn còn vậy đó dạ dạ bà chắc chưa thấy xuồng đó hả bà thấy chưa mới thấy thì đó xuống đứng nó dòm thấy xuồng đã quá trời à. Mừng chết luôn nào giờ chưa có hả bà chưa bà quên nó còn món quà quạt nè bây giờ á bật quạt lên cho bà luôn à. Gỡ này dạ. Ra đi ha dạ gỡ quạt này, này là quạt à. Senko dạ bảo hành một năm luôn có cẩm sạc có ổ cắm ở đâu không đây nè vừa không vừa vừa kính không vừa này dặn này cái này là dặn ờ chưa ờ chỉ cưng biết rồi mới này mới quyết biết à cưng mới biết quạt này à cái gì chưa biết ờ cưng khi chỉ cưng biết ồ mát quá ờ đó mát quá thì à. Muốn lên cao là cao à nó dễ lắm có dặn chỉ cưng đi ờ biết rồi ờ cưng biết cái này mà mới biết à mặc Senko này là không đó có giờ nó kêu không... dạ đó giờ không có quạt không biết rồi đâu mát hả bà ha ra cho ông ngoại ngoài mát bà ra ngoài ngồi cho ông ngoại mát ừ đó. Đó mát hết nhà dạ. Luôn ha mát quá trời ơi quạt tay em cũng quạt tay mỏi chết gì chặt củi gì phải chịu quạt mà quên nữa có chú anh chị thì bàn thờ của mẹ Quan Âm cũng đã là làm lại rồi có chú anh chị bạn có gọi điện tới để mà nhờ một người ông anh đây để mà làm lại hay là mình mua cái chân này lại ha dạ 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 chia lại đi tại vì cái kia dạ. Thấy miếng dán nó lạc rồi dạ. Thấy nó sắp rớt á dạ giờ là như là mỗi dạ. Buổi bị thắp nhang gì đó dạ ừ. Em đốt mỗi đêm á dạ. Dái không mạnh mẽ em phù hộ cho con mạnh mẽ dạ. Thật cho con vật cưng dái á chú Hoành Bình Quân nó giúp cho em giúp đỡ cưng cảm ơn biết bao nhiêu mừng dạ. Hết đó cảm ừ. Ơn thiệt là nhiều dạ. Luôn cái này thấy xúc động không dạ. Thì là nhận được dạ. Món quà này dạ cũng xúc động yeah. Dạ thì em cũng đến đây để mà trao dạ. Quà cho tiền cho chị rồi dạ. Rồi bây giờ em xin phép đọc lại dạ. Những cái món quà hết bao nhiêu tiền ha dạ 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 kính thưa với cô chú anh chị với khán giả và Bí Mạnh Thần Vân thì bây giờ thì bạn xin phép đọc tên của hai Bí Mạnh Thần Vân đã ủng hộ giúp đỡ gia đình của chị Thu ngày hôm nay của chú anh chị thì đầu tiên thì chị Mạnh Thần Vân ở Pháp ủng hộ cho 3.500.000 đồng chị Wendy Trần ở Mỹ gửi cho bạn là 3.680.000 đồng thì tổng số tiền bạn nhận được là 7.180.000 đồng của chú anh chị thì bây giờ thì bạn xin phép đọc những mua những món đồ để trong nhà với chiếc xuồng của chú anh chị để mình trừ ra còn bao nhiêu tiền thì bạn mua khô các loại là hết 1.200.000 đồng rồi mua nồi cơm điện là hết là 340.000 mua quạt là 390.000 ổ ghim là 160.000 mua chiếc xuồng là 2.200.000 mua hai cái chiếu là 240.000
mua hai cái áo phao là 130.000 chú anh chị. Thì tổng số tiền bảnh mua thì hết 4.660.000, thì số tiền dư còn lại thì còn 2.520.000 chú anh chị. Thì lấy 7.180 trừ cho 4.660 mua đồ để trong nhà thì còn lại là 2.520.000. Thì 2.250.000 thì bảnh xin trao số tiền này đến cho chị Thu, để cho chị Thu như là đi móc củi thì cũng có thể lâu lâu thì mua thịt hay cá gì để nấu cho bà lão ăn với chú anh chị. Thì chị Thu ơi, giờ em cũng xin trao số tiền còn dư lại cho chị ha. Dạ. Dạ, thì là 2.520.000 chị kiểm tra đếm lại nè. 1.000.000, 2.000.000, 2.500.000. Dạ đúng rồi. Đúng rồi ha. Dạ. Rồi em xin chào cái bảo hành của chiếc xuồng ha. Dạ. Rồi, đây là phiếu bảo hành chiếc xuồng. Dạ. Còn đây là hóa đơn mua như là nồi cơm điện với quạt cũng bảo hành ở đây luôn ha, chị giữ cái đơn hóa đơn này ha. Dạ. Em cảm ơn Mạnh Thùng Quân giúp đỡ cho em, cảm ơn rất là nhiều mấy anh ấy chị mà mấy hi chị đồ. Cảm ơn rất nhiều, mừng xúc động gân mắt. Dạ, cho bé đi học tiếp ha. Dạ. Tháng 8 đưa vô em khí sạn đi mằng mắt giấy xanh nó rồi, bản chính luôn đi mằng cho nó nè. Khí sạn cái đó đi mằng nó nữa quá. Rồi bữa nay có đi lụm củi không chị? Nè, bữa nay em dỗ ông qua đám dỗ ông già đó rồi không có được đi nữa. Nè ba củi em bó sẵn chưa được đi chợ được bán nữa đó. Bó sẵn đem cho ta rồi đi kiếm nữa. Rồi, vậy là em phải không chịu cũng nổi đâu đi kiếm rồi cái này ăn nhín. Rồi mua rây kiểu chút đỉnh cho mua cà phê gạo rồi hôm trước em tới đây có chào rồi ha. Có rồi. Đó, Thùng nãy đi với em đó. Để làm sao đó. Em đại đàng hoàng. Rồi rất là quý, bây giờ cũng đầy đủ rồi. Dạ. Thì bây giờ thì em cũng trời cũng tắm mưa rồi ha, em cũng xin phép em về luôn. Dạ. Cảm giúp đỡ con cũng cảm ơn á. Dạ. Quân đó. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà ha. Dạ, bây giờ có cái quạt mát rồi, nó không có như là nóng nữa, mát hả bà? Dạ, mát. Dạ, quạt này thì quạt Senco chú chị thì nó không có nghe gì hết, quạt rất là tốt. Quạt này em gu luôn nè. Quạt này tốt luôn nè. Cũng đồng nghiệp cũng thằng Quân đó cũng giúp đỡ tôi cũng mừng lắm. Rồi bà giữ gìn sức khỏe nha. Em cũng xin phép chị em về luôn. Dạ vậy chị cũng anh giữ chị. Gìn sức khỏe. Dạ. Rồi, con cũng là cố gắng đi học nha, giờ có xuồng rồi. Đi học nha. Dạ. Nhưng mà xuống xuồng là không có tự ý xuống nghe, kêu xuống với mẹ và nhớ lấy áo phao để mặc vào ha, xuống nha. Dạ. Giờ thì trời cũng mưa rồi các chú chị. Dạ. Dạ, kính thưa với các chú anh chị, với khán giả và với Mạnh Thường Quân, thì bây giờ thì Hoàng Bảnh xin thay mặt của gia đình cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Pháp và chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ là chị Vê Đi Trần, để gửi lời cảm ơn đến hai quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã có tấm lòng vàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa như hoàn cảnh của chị Thu ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ Hoàng Bảnh xin khép video tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại.